rau sam, một loại cây mọc hoang, dạng thân cỏ, có vị chua, không độc, tính lạnh và khá là giàu giá trị dinh dưỡng. Cái cây rau sam này thì nó mọc và phát triển ở những cái vùng đất mà ẩm ướt á. Đây không chỉ là một cái loại thực phẩm dùng để chế biến được nhiều những cái món ăn ngon, mà nó còn là một cái vị thuốc có nhiều công dụng hữu ích trong điều trị một số bệnh lý thường gặp. Khi sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng rau sam ở dạng tươi hoặc là cái dạng phơi khô để dùng dần. Thông thường thì rau sam được thu hái vào mùa hè và mùa thu, và chỉ sử dụng cái loại rau sam mà có thân to đỏ. Tuy nhiên, nếu dùng với mục đích chế biến món ăn thì có thể tìm thấy quanh năm. Cái việc giã nát rau với ít muối và đắp trực tiếp vào cái chỗ bị thương á, hoặc là vắt lấy nước uống thì thường được dân gian người ta áp dụng. Ngoài ra thì còn có thể giã nát rồi phơi khô để dùng dần. Khi được sơ chế khô thì nó sẽ giữ được lâu hơn. Chúng ta sẽ đặt vào trong túi và bảo quản ở những nơi mà khô ráo và thoáng mát. Cái đặc điểm nhận dạng cái cây rau sam này thì như các bạn nhìn thấy là cái thân của nó có một cái màu đỏ tía nha. Nó bò sát đất này, trơn nhẵn, và cái chiều dài trung bình của nó khoảng là 20 cm. Cái rau sam này nó là một cái loại thực vật cây thân cỏ đó. Nó thân nó sẽ mọng nước nha, với cái tỷ lệ nước ở trong người nó sẽ là 93%. Cái lá của cái rau sam này thì nó có màu xanh đục trơn bóng, cái dạng hình bầu dục và thường không có cuống. Cái lá rau sam nó sẽ rộng trung bình khoảng 11 mm và dài từ 1 đến 2 cm. Và cái rau sam thì nó sẽ có hoa nha. Hoa của nó thì nhỏ và 5 cánh màu vàng. Cái cây thường ra hoa vào cuối xuân đến giữa thu. Sau nở hoa thì nó sẽ tạo ra những cái trái hình cầu, bên trong chứa những cái hạt màu đen bóng. Cái rễ rau sam được cấu tạo khá là đặc biệt nha, bao gồm có một cái rễ khá là to và nhiều cái rễ dạng con dạng sợi đó. Nhờ vậy mà cái loài cây này nó sống và nó phát triển khá tốt ở mọi cái vùng đất, kể cả mà cái đất cứng, đất khô hạn. Và theo nghiên cứu thì rau sam là một cái loại cây chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng hữu ích. Cụ thể là nó có chứa trên 44 hợp chất, những cái chất mà dinh dưỡng đó. Đặc biệt là vitamin, khoáng chất và những cái hợp chất khác. Các loại vitamin và khoáng chất có trong rau nó như là vitamin PP này, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, acid folic, chun lai, sắt, magie, natri, canxi, kali và oxalic. Được xem là nó được xem là một cái hợp chất chủ yếu và có nhiều cái tác dụng sinh học nhất. Trong y học cổ truyền thì rau sam được xem là một cái vị thuốc trường thọ với công dụng chữa trị được khá là nhiều bệnh. Với cái thành phần hóa học đa dạng và có dược tính cao như ở trên đã kể thì cây rau sam nó có tác dụng như là sau. Tác dụng đầu tiên là nó sẽ có tác dụng chống viêm nha các bạn. Nhờ vào cái tác dụng của cái chất nhầy có trong cái cây rau sam đó, omega 3 và khoáng chất có ích, thì cái rau sam này có tác dụng giảm đau, chống viêm hiệu quả. Đặc biệt là giảm đau và giảm cảm giác khó chịu khác trên cái đường tiết niệu và cái đường tiêu hóa. Hai là nó có tác dụng chống oxy hóa. Trong rau sam thì nó rất là giàu vitamin C, vitamin E và một số chất giúp chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa sự lão hóa. Ba là nó tốt cho da, tốt cho cơ và tốt cho cả xương nữa. Rau sam được biết đến như một loại thực vật giàu dinh dưỡng. Cái lượng omega 3 cao, chính cái điều này thì nó sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng này, da này, tóc này, móng và cả khớp xương nữa. Không chỉ vậy thì cái hàm lượng canxi cao có trong rau sam giúp hỗ trợ xương chắc khỏe hơn. Ngoài ra thì vitamin E và có một cái chất trong rau sam còn giúp bảo vệ cái màng tế bào và tránh khỏi các tác nhân gây hại. 4 là cái rau sam nó chống về nhiễm trùng. Rau sam thì có tác dụng diệt được các loại vi khuẩn gây lị, thương hàn. Bên cạnh đó thì còn có một số cái bệnh nấm và đặc tính kháng khuẩn rất là hiệu quả. Cồn chiết xuất từ dược liệu còn có tác dụng ức chế cái trực khuẩn E. coli. Ngoài ra thì rau sam còn có tác dụng thải trừ độc tố
bisphenol A giúp nâng cao thể trạng và tăng cường chức năng miễn dịch. 4 là cái tác dụng mà trên tim mạch đó. Omega 3 có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch rất là hiệu quả, điều hòa lưu thông máu và dự phòng rối loạn nhịp tim. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ tiêu hóa. Ở trong rau sam chứa nhiều chất nhầy nên nó có tác dụng làm dịu cái đường tiêu hóa, tiết niệu, tránh được các bệnh lý thường gặp. Ngoài ra rau sam còn được sử dụng để cải thiện cái tình trạng táo bón vì cái hàm lượng chất xơ khá là cao và nó dự phòng ký sinh trùng trong đường ruột. Đặc biệt thì rau sam còn được xem như là một cái phương thuốc thiên nhiên giúp cơ thể loại bỏ chất dịch thừa trong cơ thể. Bằng cách này có thể giúp bạn giảm được cân. 5 là nó giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Mùa hè là cái thời điểm mà rau sam nó phát triển nhất và nó có sẵn đấy, có sẵn để các bạn thu hái đấy, thì dùng cái rau sam tươi mà chúng ta nấu thành nước uống nha. Hoặc là chúng ta lấy cái nước ép rau sam uống thì nó cực kỳ tốt. Nó sẽ giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể nha. 6 là nó có tác dụng hạ đường huyết nữa. Cái rau sam giúp hạ đường huyết một cách tự nhiên. Điều này thì đã được đề cập trong những cái nghiên cứu mà trong y học cổ truyền đó. Và một số cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng rau sam nha. Rau sam là loại thực phẩm và dược phẩm có nhiều công dụng hữu ích đến đời sống và sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Rau sam thường được dùng tươi, sắc uống, dùng ngoài da. Nếu như mà chúng ta sử dụng tươi á, thì cái liều lượng tối đa chúng ta chỉ sử dụng là từ 50 đến 100 gram trên một ngày thôi nha. Và rau sam thì có tính hàn nên phụ nữ mang thai hoặc là cho con bú thì chúng ta nên tránh sử dụng đi, vì nó có nguy cơ dẫn đến sảy thai hoặc là sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Không đun nấu rau sam quá kỹ, bởi vì khi chế biến kỹ thì rau nó sẽ bị mất đi những cái chất dinh dưỡng có trong nó nha. Những người mà bị tiêu chảy nặng cấp tính thì không nên dùng rau sam, hoặc nếu có thì chúng ta nên kết hợp mà rau sam với một số cái thực phẩm khác nó có vị cay hay là vị ấm đó. Và trong rau sam thì có chứa hai cái thành phần là nitrate và oxalate, nên những người mà có cái bệnh về tiền sử là bệnh sỏi thận nha, thì chúng ta nên tránh sử dụng vì nó có thể khiến cho cái bệnh sỏi thận của chúng ta sẽ trầm trọng hơn đó. Và khi chế biến rau sam có 3 thứ tuyệt đối không nên dùng chung với rau sam là thịt ba ba này, thịt rùa này và trứng vịt lộn nha. Nếu dùng chung thì nó có thể gây ngộ độc, thậm chí là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta tuyệt đối nhớ nha, là rau sam thì không dùng chung với ba ba, thịt ba ba này, trứng lộn và thịt rùa. Ngoài công dụng mà là nguyên liệu thì rau sam còn là một cái vị thuốc có rất nhiều công dụng chữa bệnh. Để tăng hiệu quả và tránh được các tác dụng phụ thì người dùng chúng ta cần lưu ý những cái lưu ý như trên. Tốt nhất là chỉ sử dụng rau sam để điều trị bệnh, bạn nên nhờ cái sự tư vấn của bác sĩ trước khi mà chúng ta sử dụng nha.